26 tuần tròn, phôi thai là 4.5 chưa có tim thai thì có đáng lo hay không? Với cái phôi thai mà 4.8 chưa có tim thai thì mình nên chờ một tuần nữa. Bởi vì nếu như phôi thai khoảng cỡ 7mm mà không thấy được tim thai thì chắc chắn rằng thai ngừng phát triển. Và thông thường cái tim thai kết luận tốt nhất là ở tuần lễ 7-8 tuần. 6 tuần nó hơi sớm, một số cái máy siêu âm nó không đủ độ nhạy và không phát hiện ra, và làm cho là mình có thể lầm lẫn là thai đang phát triển và thai ngừng phát triển. Do đó bạn nên chờ tiếp chùm cho bác sĩ Nhật từ 7-10 ngày mình siêu âm kiểm tra lại, hoặc là bạn có thể ghé lên bác sĩ Nhật và bác sĩ Nhật sẽ cho kiểm tra lại và giúp cho bạn cái thai phát triển.